Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo đang mặc cái bộ trang phục Lý Tiểu Long và lời hứa là sẽ clear all map nha mọi người. Ok, chúng ta có một cây AK này. Hello, hello. Ui, vãi hà. Sửa nhanh anh em ơi, ra ngoài bản nó này. Xong luôn, vỡ đầu. Phải nói là cực kỳ đơn giản câu này anh em. Ui, làm sao đấy hả em ơi? Thằng ở trên kia nó ở hơi xa nên là bắn nó hơi khó mọi người ơi. Ok ok. Như vậy thì Kẹo đã có cho mình được luôn một cái ba lô ba. Ui, vãi thế. Phía sau cũng có người luôn anh em. Các bạn thấy căng chưa nhở? Riêng Kẹo là thấy căng quá luôn anh em. Ok mọi người, không biết là thằng ở phía trên kia nó chạy đâu rồi nhở? Lên trên cái coi. Thằng nào vừa gáy trên này, nổ cho anh cái địa chỉ này. Có phải là nó không anh em? Vãi hàng. Nó nằm xuống đúng không nhở? Hay là thằng nào nó lại cắn mạng của mình rồi? Ui, game chán quá cơ anh em. À thằng bé này, nằm xuống à? Ok, mình lại tưởng là có thằng nào cắn mạng cơ. Vâng mọi người, như vậy thì trên màn hình đang hiển thị đó là những cái code Scar huyết nguyệt nha anh em. Tức là khi mà anh em nhập được thì anh em sẽ có một hộp súng nha. Và mỗi code thì chỉ dành cho một người. Các bạn có thể là tạm dừng video lại và vào game nhập code nha anh em. Nhanh tay nha và chúc các bạn may mắn nè. Let's go nào. Thì đơn giản thôi. Thung lũng này là hiện tại Kẹo không thấy ai nữa. Thế nên là chúng ta xem như nào chứ anh em. Tức là chúng ta sẽ lại chuẩn bị lên cổng trời thôi. Ok ok. Lý Tiểu Long thì làm sao mà phải xoắn hả anh em. Tức là thanh niên nào thì Kẹo cũng cân được luôn. Không cần phải lo xoắn quẩy nhờ. Qua đây thì sao nhỉ anh em? Vẫn chưa có ai đâu. Nói chung thì cứ thoải mái thôi. Không phải sợ bố con thằng nào đâu. Ok ok. Phải nói là tương đối vắng luôn anh em. Và các bạn đừng rời mắt khỏi video nha. Bởi vì là từ nay đến cuối video thì vẫn sẽ có thêm code hộp súng Scar huyết nguyệt cho mọi người nha. Ten ten. Chắc là Kẹo sẽ qua kia lấy tạm con xe xanh. Mà mình không hiểu tại sao mà từ cái lúc mà có skin xe vàng 9999 là mình kiếm con xe Lamborghini nó khá là khó. Không biết là các bạn có cảm thấy như vậy không nhở? Rồi nha. À đủ. Chúng ta có thêm máu này. Đấy, tranh thủ lại máu thôi. Một cái băng đạn đi vào hai nữa. Ui, vãi. Anh ơi tha em cái. Ông trời như này chết tôi không nhở? Hình như là ở ngay phía căn nhà một cửa lên anh em ơi. Ui, anh em ơi, lấy xe chạy. Vãi thật, bạn đây tha mình cái. Thề luôn, có mỗi con xe mồ thằng bé tính phá xe của tôi cơ. Ây, chẳng hiểu sao nhở. Đã nói là sorry rồi anh em, mình chỉ chạy lạc qua đó thôi. Ok, và chúng ta vẫn sẽ lên xe. Ây anh em, mà cái điều hơi khoai đó là hiện tại thì mình không có bông keo ấy. Mà không có bông keo phải nói là khá là khó nha. Ai bảo là không có bông keo top 1 thì hơi khoai. Nên là xem như nào đi kiếm thêm bông keo thôi. Ui, ở dưới bắn nhau căng nhở. Căng thật chứ chẳng đùa này. Xuống đây em ơi. À, xe dít bí ngô này lên bảng luôn. Xui chưa em. Ui, thanh niên này đúng kiểu chắc số nhỏ luôn. Ok, chúng ta có MP40 này. Wow, combo hoàn hảo luôn anh em, đừng đùa nhở. Mọi người ơi, chuẩn bị là code nó sẽ hiển thị ngay trên màn hình nha anh em ơi. Và đây tiếp tục là những cái code đó là hộp súng Scar huyết nguyệt nha. Và chúc các bạn may mắn nhập code được vĩnh viễn nha. Một số bạn thì nhập code của Kẹo thì các bạn ấy bảo là em được cây súng vĩnh viễn luôn. Phải nói là khá là ngon nào. Và các bạn ơi, mau nhanh tay một game nhập Ghost Code và thử vận may nha. Mỗi cái Ghost Code ở đây thì chỉ một người nhập được thôi. Thế nên là các bạn lựa chọn code ngẫu nhiên nha. Chứ anh em mà nhập từ đầu thì khả năng là anh em không có cơ hội nhận code đâu. Vì là các bạn xem trên kênh của Kẹo thì các bạn ấy rất là nhanh tay luôn. Uầy, M79 à? Không biết là có nên chơi không nhở? Lâu lắm rồi thì mình không chơi M79. Thử coi. Ok ok. Cắm bách anh em. Tức là ngày hôm nay chơi thử cây M79 coi. Thật sự để mà nói với anh em luôn là mình chơi M79 gà vãi. Đâm ra là bấy nhiêu lâu nay là mình không có chơi M79. Đây,
kiếm mãi luôn. Show cho anh em xem cái skin xe vàng 9999 đây. Khổ lắm cơ. Kiếm mãi mới được con xe này. Anh em trông ngầu không? Đấy. Cho nó ngầu VL luôn nhở. Kể mà trong cái bản đồ đảo quân sự này nó có nhiều xe để lái thì có phải là phê không anh em? À mọi người ơi, nếu như mà các bạn thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là chia sẻ video để giúp kênh của Kẹo tăng thêm tương tác nhá. Tức là mỗi cái like này, rồi là mỗi lượt chia sẻ này, cũng như là những cái ý kiến phản hồi tích cực của các bạn sẽ là cái nguồn động lực để cho Kẹo sản xuất thêm những cái video YouTube với nội dung ngày càng chất lượng hơn này. Ui, phải hàng. À đủ. Xong luôn, 4Q các bạn thấy ngon không? Và cái màu xe này phải nói là khá là hợp với Lý Tiểu Long luôn, cũng màu vàng mà. Ờ vãi, phía dưới có người rồi này. Ghê ha, lên bảng đi em ơi nào. Thằng nào ngay sau thính này. À đủ. Rồi nha anh em ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Phía dưới cũng đang còn người luôn. Lên bảng này. Rồi, tông mấy đứa này, vô cùng nhẹ nhàng luôn anh em. À đây, mày làm sao? Tưởng là sau tảng đá mà ngon đấy hả? Vòng lại vả nó. Làm sao đây thanh niên? Thôi anh em ơi, vào trong này quay nó thì có vẻ là ổn hơn này. Chứ còn là cứ ra mãi mày bo để mà ăn nó thì hơi khoai. À đủ. Vẫn sao tảng đá hả em? Hay là thằng bé này chạy đâu rồi nhở? Sao Kẹo là Kẹo không thấy ta? À ngay phía sau. Bình tĩnh đi. Sao phá xe người ta thế? Ok anh em. Ui. Thôi đứng tạm đây. Quay nó. Mày chết với anh nha em ơi này. Chạy đi em ơi. Ui. Anh xem là chú tuổi gì nào. Hóng anh em. Ok ok. Chúng ta có một cây M79 nhá. Wow. À đủ. Chờ xíu, chờ xíu anh em ơi. Đây đây. Nói chung là cứ phải bình tĩnh thôi anh em. Ok ok. Mày chạy đâu hả em ơi. Ui. Dựng mong kèo hay quá nhở. Ăn đạn M79 đi em. Ui. Sao lại không trúng được nhở? Pha đấy phải trúng chứ anh em. Đấy. A à, đủ. Một viên nữa, một viên nữa, một viên nữa. Hóng nào. A à, đủ. Không trúng các bạn ơi. Và ai thật. À đây rồi. Qua đây cống mạng à. À thằng này còn tí máu thôi. Thằng này còn tí máu thôi. Còn tí máu thế này. Xong. Ngon lành. Và mình qua đây lấy lại cây MP40 mà. Đó. Nãy vứt cây MP40 lấy cây M79. Thế anh em thấy không, mình bắn M79 gà vãi nhưng mà thôi. Cơ bản là anh em thích nên là Kẹo cũng sẽ chơi thôi. Chứ nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. À đủ. Để Kẹo tranh thủ lẫm xác cái coi. Một cái tin vui đó là trong trận đấu này chỉ còn lại 8 người chơi nữa. Như vậy thì cơ hội chiến thắng top 1 của Kẹo ngày càng cao thêm anh em. Ok. Vâng, mình đang sở hữu rất là nhiều những cái trang bị ngon và tầm này thì cứ thoải mái mà lút đồ thôi. Bởi vì là chúng ta có xe mà, lát lấy xe chạy bo thì mình cũng không hề xoắn quẩy anh em. Rồi nhá, chúng ta lên đường. Anh em ơi, cô nè. Và đây chính là Koska Huyết Nguyệt nha. Và thật là đáng tiếc cho những cái bạn mà đã rời khỏi video sớm. Anh em ơi, nhanh tay vào trong game nhập Ghost Code để có cơ hội trúng Ska Huyết Nguyệt vĩnh viễn nha. Một cái skin vô cùng là chất lượng luôn nè. Ten ten. Lên trên cái coi tầm này chỉ còn lại còn 5 nửa thôi. Wow. Cơ hội chiến thắng top 1 đang đến rất là gần rồi. Và để hóng coi anh em ơi. Chắc là Kẹo chạy xuống đây coi. Ở đây. Chỗ này có người này. Ok ok ok. Ui đâu? Hả? Chú đâu? Không thấy các bạn ơi. Sao lại không thấy được nó nhở? Thế thì làm sao để kiếm được nó đây? Vãi cả hàng. Đây các ông chờ tôi tí, chắc là nó trên này thôi. À kia. Tầng 2 à? Ok ok. Ngay chỗ máy hiên kìa anh em. Ui vãi câu lựu qua luôn. Thôi 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 thôi. Thôi bạn ơi mình xin. Thôi bạn ơi mình xin. Làm gì căng vậy? Ui lại lựu luôn. Xem ra có vẻ là nhiều lựu phết nhở. Ok ok. Thằng bé cầm shotgun nha anh em ấy, coi chừng mình vỡ đầu với nó chứ. Đừng đùa. Này. Chạy đi em. Nào nhanh. À đã chạy vào trong rồi cả. Muốn thử quả nữa không em? Muốn thử quả nữa không em này? Số nhà vẫn lên được tầng 2. Mình tưởng là pha đấy mình đáp hụt cơ nhưng mà đáp vẫn cứ là ok nhở. Ui, thằng bé vẫn đang ngồi canh mình kìa. Thôi, tôi vào nhà cho nó lành đấy. Đứng ở ngoài tí ông sớm ông keo có mặt tôi xanh bộ sớm. Thật ra thì chơi game thi thoảng phải tính toán một chút anh em nhở. Số nhà ok, chúng ta có 6 tí máu này. Cầm chảo vụt vụt cho vui thế thôi anh em ơi.
chứ ai rảnh mà gạ team up với nó, đang chơi hát kiếm tung một gạ team up làm cái gì. Ok, hóng nào. À, thằng bé xuống từ một rồi cơ. Đỉnh, qua đây em. Dám không, qua đây em ơi. Ui, chạy đâu hả? Thôi xong luôn, quá buồn cho một thanh niên à. Tính đu cắp treo với anh mà ngon hả? Vâng, ngọt sớt luôn, kêu thứ 8. Rồi nha, xem là thằng này có gì nào. Wow. Tầm này thì mình thiếu cái nòng súng 3 thôi các bạn ơi. Đào đâu ra nòng súng 3 đây nhở? Thật sự thì tầm này có nòng súng 3 phải nói là bá cháy luôn anh em ơi, phải nói là cực kỳ là ngon luôn nhở. 3 người chơi nữa. Hóng không anh em? Và các bạn đoán xem đó là trong trận đấu này thì kẹo top mấy đây? Riêng kẹo thì kẹo vô cùng là tự tin. Hôm nay thì mặc bộ Lý Tiểu Long cân ôn map luôn anh em, đã hứa với anh em rồi mà, lời hứa danh dự thì không thể nuốt được lời. Và kẹo sẽ chơi hết sức là cẩn thận anh em, cẩn thận hết sức có thể. Đó, đâu ta, và bo hiện tại thì đang thua lại rồi. Phòng bo của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn nữa này. À đủ, mình kiếm các bạn khó khăn quá cơ. Thế này thì chạy đâu để kiếm các bạn đây? Ủa ơi, công lại trốn đâu rồi đúng không? Hả, công lại trốn đâu rồi đúng không? Tại sao mà lại không thấy thanh niên nào luôn này? Ok, như vậy là bo thu xuống dưới các bạn ơi, còn lại hai thanh niên nữa. Vậy là chúng ta sẽ phải chạy xuống dưới thôi. Dương kẹo thì kẹo chưa xác định được hai vị trí của hai thanh niên kia. Tính lái xe nhưng mà thôi, nhìn đi nhìn lại, thấy con xe nó nát chết rồi nghe mới chạy gì nữa. Ok mọi người, át đủ. Bây giờ phải như nào đây anh em? Tầm này thì mình nghĩ là mình cũng không nên chạy xuống dưới sớm. Phía dưới nó là khu dân cư, mà chạy xuống dưới sớm thì kiểu này địa hình trống trải lắm, có mỗi một trái bông keo, khả năng cao cũng dễ sanh mộ. Ok, vậy nên là từ từ nha. À, ở trò kia anh em ấy, hình như là ở trò kia có một đứa rồi nha. Vậy thì đứa nữa, đây rồi. Ui, tưởng gì cơ. Nào, chạy đâu hả em ơi? Ê, thằng bé dụ bông keo nhanh phết nhở. Ui, thật sự là anh phải nể chủ đấy. Đẩy xuống luôn nhở. Đây này. Đúng rồi anh em ơi, một đứa bên trái và một đứa bên tay phải luôn. Căng thẳng phết, đừng đùa. Thôi các bạn ơi, lùi bước về sau thôi, lùi bước về sau thôi. Chạy qua đấy bây giờ bom keo có mỗi một trái, thật sự là mình chẳng tự tin đâu. Bom keo ít nhất là phải có mấy trái chứ anh em ơi. Một trái như này thì đúng là chạy qua nó bắn cho cái. Không có bom keo dựng thì hỏng hết bánh kẹo chứ chẳng đùa. Sao đây anh em? Tận này căng thẳng vãi nhờ. Thôi cứ đứng tạm sau này nhá. Đứng tạm sau này thôi. Căng thẳng như thế này bây giờ chạy qua thì dễ sanh mộ sớm lắm. Thế nên là chờ bo thôi. Bo của chúng ta còn 20 giây nữa thu lại này. Nên là mình cũng sẽ đứng đây mình hóng thôi nhờ. Nên như vậy. À, chạy đâu vậy hả em ơi? Qua sau tả đá hả em? Ok, một đứa này qua sau tả đá phải không nào? Ây, dựa bông keo chuẩn thế nhờ. Mình có sai giảm thanh mà anh em thằng bé này. Được, hai. Một đứa bên tay trái này, một đứa bên tay phải này. Và vòng bo này thì phải nói là cũng tương đối thuận lợi cho mình. Khá là ngon. Bo độ anh em ơi. Qua đây em ơi, này. Đúng rồi, qua đây này. Let's go. Ui vãi. Bo cắt máu đau thế nhờ. Làm sao đây hả? Làm sao đây hả? Lên bàn đi. Ây anh em ơi, thằng cuối tới cuối. Tầm này là hết bom keo rồi nhá. Đứng tạm đây nhanh. Wow, ngon. Làm sao đây hả? À đù này. Tuổi gì em ơi này? Làm sao đây hả? À, dựng bom keo à? Thôi anh em ơi, mình đang còn yếu máu lắm. Đứng gần nó thì khả năng sanh mộ khá là cao. Rồi nhá. Cốc cờ liệu qua và đây, mình đang còn máu các bạn ơi. Tầm này là chỉ còn mỗi liệu choáng thôi. Ui, mù mắt này. Thằng kia bị liệu choáng rồi. Vãi hả? Xong. Yes, 10 kill top 1. Ngon không anh em ơi? Và các bạn ơi, video này thì kẹo sẽ kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho kẹo nhé.